Vâng, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả dòng xe qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ, địa chỉ cầu Tiên Cựu, đường 10 An Lão Hải Phòng, lối ra vào cao tốc Hà Nội Phòng giao với quốc lộ 10. Ngày hôm nay Khả Năng Ô Tô đang có mặt tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, cơ sở 2 của Khả Năng Ô Tô bên Quảng Ninh. Địa chỉ chính thức của em ở cầu Tiên Cựu, đường 10 An Lão Hải Phòng, lối ra vào cao tốc Hà Nội Phòng giao với quốc lộ 10. Ngày hôm nay em đang có mặt ở Quảng Ninh để quay cho mọi người một chiếc xe nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc. Chiếc này là chiếc Hyundai i10 bản sedan 5 chỗ 2 đầu, động cơ 1.2 số tự động anh em nhé. Zin cả xe luôn. Tên tư nhân biển Điện Biên, một chủ từ đầu, không taxi dịch vụ gì, xe gia đình cực kỳ đẹp luôn, đi chuẩn 3 bạn 6. Giá bán 355 triệu đồng bao rút một hồ sơ cho bà con. Vậy thì anh chị em nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp với khuôn tiền 355 triệu đồng cho một chiếc xe Hyundai i10 không taxi dịch vụ, số tự động, động cơ 1.2, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, với cái nhiên liệu rơi vào khoảng tầm 7 lít trên 100 km, thì anh em liên hệ em ngay số điện thoại 0326062789. Cam kết của em là chiếc này em không hề có một chút đâm động cọ quẹt ngập nước nào, viết giấy bán trực tiếp cho bà con đó. Form dáng chiếc Hyundai i10 bản sedan 5 chỗ 2 đầu đây, rất nhiều người đang tìm và để mua chiếc xe này về làm xe gia đình. Vậy thì anh em nào thấy chiếc này nó đẹp và nó vừa tiền thì anh em liên hệ em ngay số điện thoại 0326062789. Sở hữu chiếc i10 số tự động 2 đầu đời 2016 nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc em nhé. Tên tư nhân biển Điện Biên và một chủ từ mới luôn. Chỉ có một chủ thôi. Hiện tại về đây thì chờ tìm chủ thứ hai, với giá 355 triệu. Cực kỳ đẹp, sơn xi căng bóng, nội ngoại thất tươm tất mới cứng luôn. Không đâm đụng ngập nước, cam kết viết giấy bán trực tiếp cho anh em, na răng đúc, túi khí, phanh ABS đầy đủ hết. Bản đủ đề lỗ start stop, phím bấm tích hợp vô lăng. Rất là nhiều những cái chi tiết mà anh em cần để đấy. Đấy chóa đèn anh em nhìn này, ngay cái chóa đèn nó còn nguyên nhá. Đó, đèn trước đèn sau này không hề xước sát một chút nào luôn. Thương hiệu Hyundai đã được khẳng định rất là lâu tại Việt Nam mình rồi. Đây anh em nhìn này, cái phần đèn đằng trước sẽ cho ta biết cái mép đèn này. Đấy anh em nhìn thấy chưa, khít khịt luôn, cho ta biết là ối giời, cái đường gần gờ quanh xe anh em nhìn đi, một đường thẳng tăm tắp luôn. Lốp mới này, lốp này là lốp zin theo xe anh em nhá, lốp zin theo xe luôn. Lốp giờ bên trong vẫn còn những cái vết sơn của nhà sản xuất, cua lốp không hề mục ngoặt một chút nào luôn. Gầm bệ sáng choang đây anh em nhìn này, gầm hình như là chưa có một lần kích lốp vào để hạ lốp sơn cua cả anh em ạ. Đi nhàn gương này, rồi thì nẹp chân kính, nẹp tay cửa chrome, đây là hết rồi. Em sẽ cùng quay kỹ từng chi tiết một cho anh em ngắm. Đây, cái cua lốp là cái quan trọng nhất, là những nơi hay mục mọt và hay đâm đụng thì nó sẽ thể hiện hết bên trong này anh em nhé. Còn zin hết nguyên bản theo xe nhé. Đây anh em nhìn đi, nguyên bản theo xe, chưa một cái ma tít nào luôn. Đời thì đời cao mà, hai đời 2016 mà, không đâm đụng quọ quẹt gì. Đấy, đèn đằng sau cũng nguyên zin theo xe, cái chữ i10 này cũng zin luôn. Anh em nhé, một chủ thời mới nhé, và không taxi dịch vụ, dòng số tự động này không có taxi dịch vụ gì hết, chỉ đi gia đình thôi. Đấy, anh em nhìn này, đấy bốn quả lốp giống nhau luôn nhé, lốp theo xe luôn. Cam kết với các bác là nguyên zin hết từng con ốc, không có mất một cái gì luôn. Bao test hãng toàn quốc cho anh em. Đấy, máy zin nó gần gờ, nó thẳng tắp luôn. Sơn em đảm bảo với các anh em là sơn tầm 97,8% là zin đét 100% luôn. Còn lại xước sát một tí, 1-2% không tính. Đó, vẫn còn chưa tỉa lại luôn anh em nhé. Còn xước sát một tí đi 1% thôi thì nó chưa thèm tỉa lại luôn. Đó, đăng kiểm tháng 11 năm 2020. Hết ngày 15 tháng 11 năm 2020. Sơn nóc còn zin hết, zin đét đẹp luôn anh em này. Đây là phần cánh cửa đầu tiên bên phụ. Tapi màu đỏ nhìn rất là mới và đẹp, sang trọng, không có vết mòn nào. Keo chỉ cánh cửa không hề mục mọt anh em nhìn này, sơn zin hết, toàn bộ xe là zin hết. Em sẽ giảm nói phét một chút, nhưng mà anh em rất đẹp luôn nhé anh em nhé, cực kỳ đẹp luôn. Xe một chủ từ mới nó khác hoàn toàn những chiếc xe mà đã qua dịch vụ anh em nhìn này. Dòng xe không qua dịch vụ đây, anh em nhìn thấy đinh bấm chưa, toàn là đinh bấm thôi. Đấy, ốc cụ này anh em nhìn này, vòi voi này, ốc mặt lề này zin hết, chưa thêm một lần ra khỏi ra động một ốc nào hết anh em nhé. Đây, tapi cực kỳ sạch đẹp, sơn xi căng bóng không một vết xước luôn. Đấy, tapi màu đỏ đen nhìn rất là đẹp luôn nhé. Tapi này theo xe luôn, thì có xe bản số tự động thì sẽ có cái tapi màu đỏ kiểu dạng này. Đó anh em nhìn ốc này, ốc bản lề này mới cứng luôn, còn nguyên zin hết, chưa thêm động một con ốc vào. Đó, keo chỉ này, ốc cụ là anh em nhìn này, núm cửa, keo chỉ cánh cửa zin đét đẹp luôn. Đó, rất là sạch đẹp, với cái giá 355 triệu đồng bao rút hồ sơ, không hề mục mọt một chút nào luôn.
Đây là phần tai đèn, phần cốp anh em nhé. Đó, nguyên hết. Bấm nhà sản xuất này, anh em nhìn này, rãnh này, máng nước các thứ anh em nhìn đi, cực kỳ led luôn, không hề mất một phân nào, đẹp nét căng luôn. Đấy, anh em nhìn đi, cái cam kết của em là đã nói là chuẩn luôn, em chỉ nói chuẩn thôi, thề với anh em là em không bao giờ nói sai một câu nào luôn anh em này. Đấy, anh em nhìn nhá, đã bảo không đâm đụng là không đâm đụng, bao test hãng luôn anh em, tất cả các hãng luôn, anh em thích đi đâu test đấy luôn. Tất nhiên là bên em bao, nhưng mà có cái phần tiền anh em phải chịu nhé, cái còn tiền em cộng vào giá bán thì nó lại cao lên, nên là bán giá mùa dịch chỉ có 355 triệu đồng cho đời 2016, lốp sơ cua chưa một lần hạ. Anh em nhìn này, đồ lốp thì chưa, em nói chuẩn là chuẩn, chưa một lần hạ lốp sơ cua nhá. Anh em nhìn này, chưa một lần hạ, đi chuẩn 3 vạn 6. Đó, đây là cánh cửa bên phụ đây, bên tài đây, đằng sau bên tài. Anh em nhìn này, keo chỉ cột kèo zin hết, không mất một phần nào luôn. Em đã cam kết rồi thì anh em cứ an tâm mà đến lấy xe thôi. Nhiều bác nào mua xe thì đặt cọc qua số điện thoại 0326062789 để mua chiếc này về, không cần xem luôn. Em đã cam kết các bác, nó bán bằng uy tín và trách nhiệm và danh dự của em. Khẳng định với anh em rằng những chiếc xe lướt này em có thể nói lớn nói to luôn là zin hết, zin đét toàn tập. Đó, đây là gương điện cụp xòe này anh em này, cực kỳ sạch đẹp luôn. Phải nói đẹp từng chi tiết một, bên dưới đèn gầm thì có chế thêm đèn sáng và chân phanh và cái chân ga. Đó anh em nhìn đi, không mất một cái gì luôn. Đấy, anh em nhập khẩu Ấn Độ mà. Phím đứng vô lăng tích hợp. Keo chỉ cột kèo đầu đít là zin hết, ghế bọc da cũng rất là sạch đẹp luôn. Màu đỏ đen theo màu tapi. Đây anh em nhìn này, đồng hồ đi chuẩn 36.493 km. Đó, gần 3.650 rồi. Anh em nhìn đi, nội thất cực kỳ tươm tất và sạch đẹp nhá. 5 chỗ 2 đầu, rộng rãi. Những anh em thường quen đến chiếc i10 một đầu rồi. Đây là bản i10 2 đầu số tự động nhập khẩu Hàn Quốc, à nhập khẩu Ấn Độ. Hai đèn trần nỉ nguyên bản theo xe, cực kỳ sạch đẹp anh em nhé. Xi nhan gương, màn hình trên gương, màn hình theo xe ở trên cái tapno anh em nhìn này. Đây là cái bàn phím, cái gì nhỉ, cái núm ấy. Quên mất, mồm níu hết cái mồm rồi anh em ạ. Đây, phím bấm vô lăng tích hợp, túi khí phanh ABS trên trên vô lăng này. Đó, anh em nhìn thấy tapno nó cực kỳ sạch đẹp. Dòng này thì không taxi dịch vụ gì nên là không khoan đục. Tapno cũng rất là đẹp, không xước xát gì luôn anh em nhé. Rất nhiều đồ chơi. Đó, nên em sẽ cùng cho anh em cùng quan sát đi. Hàng nhập khẩu thì cái gương chống lóa này anh em kìa, gương chiếu hậu chống lóa luôn. Trần nỉ cực kỳ sạch đẹp, chưa có một bụi bẩn nào luôn. Đó, điều hòa cực mát nhé anh em. Đồng hồ hiển thị tapno, tức là cái gì nhỉ, cái tốc độ và cái áp suất nốt anh em nhìn này. Đồng hồ tốc độ và áp suất nốt đầy đủ hết nhé. Vô lăng này anh em nhìn cái mép vô lăng khô da cực đẹp, không hề một mòn một chỗ nào hết, mới zin như trong hãng ra. Đó. Đấy, phím bấm này anh em nhìn này, không hề mòn một chữ nào luôn. Túi khí đây, bên này một cái nữa là hai này. Đó, hai túi khí đằng trước thôi. Anh em nhìn cái củ đấm số này, chưa hề mòn luôn. Đó, anh em nhìn, điều hòa auto nhá. Đó. À, điều hòa cơ chứ, quên điều hòa auto đâu. Vâng, và đây là khoang máy động cơ. Chiếc Hyundai nhập khẩu Ấn Độ, động cơ 1.2 tư nhân biển Điện Biên một chủ từ đầu đây anh em nhìn keo chỉ này. Ốc cabo chưa một lần mở nhá. Cam kết các bác là zin đét đẹp 100%, chưa một lần mở. Chưa một lần chạm ốc luôn. Tai đèn đây, đây là những cái vết gì nhỉ, vết keo của nhà sản xuất, người ta gọi robot nó bắn đấy, không phải người ta đùn keo vào đâu nha. Bên này cũng vậy luôn. Đấy, còn quay nhiều anh em bảo keo trông nùi chùi thế kia, nhưng đó chính là những vết keo của nhà sản xuất nhá. Máy zin chưa ra luôn anh em nhìn này, máy nó hoạt động cực êm, không rung giật, không có hiện tượng chảy dầu mỡ, không có hơi thừa, đảm bảo các bác là máy zin đét 100%, điều hòa đét buốt. Đó, ống ngoài điều hòa đã lạnh toát rồi. Vâng, và đây như vậy thì khởi đăng ô tô vừa rồi đã review xong một chiếc xe với giá 355 triệu đồng đời 2016, số tự động 1.2, không taxi dịch vụ Hyundai i10 sedan 5 chỗ 2 đầu, giá bán 355 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho bà con cô bác. Vậy thì anh chị em nào mà cảm thấy chiếc này nó phù hợp với khuôn tiền này, liên hệ em số điện thoại 0326062779 lấy một chiếc xe zin toàn tập từ đầu đến chân. Đó, từ đầu đến nít luôn, không có mất một phần nào, cam kết bao tiết hãng toàn quốc luôn cho anh em nhé. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp với khuôn tiền này, liên hệ em số điện thoại 0326062789. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại.